Rồi em chào mấy anh nha. Thì giờ em làm clip giới thiệu về cái khung chậu cây tùng ha. Khung chậu cây tùng thì mấy anh cũng nhiều anh biết rồi đó, cũng có rồi đó. Mà em làm clip này để cho anh em nào chưa có đó, chưa có khung này thì có thể mua thì mua. Thì nay tiếp tục làm clip bán khung mua sữa cho thằng nhóc nha mấy anh. Có gì mấy anh ủng hộ nha. Hiện nay là khung ABS nha mấy anh. Khung cây tùng, cái này em xài rồi nhưng mà em sẽ bán cho mấy anh khung là khung mới. Thì em sẽ ráp lại cho mấy anh coi cái hình thôi và báo giá cho mấy anh. Và cho mấy anh coi đúng kích thước cái chậu đổ ra nó làm sao luôn. Đó. Thì bộ này bộ cây tùng, ủa lấy ba tấm này ra chi nhỉ? Đâu có liên quan gì đâu, lấy ra ông nội. Lấy ba tấm cây tùng này nè. Để đang ráp cái chân anh em. Cái đôn nè mấy anh, cái đôn chân của nó. Đó, cái đó là cái lòng trong của nó. Ráp lại thôi mấy anh, nó có ốc bắt lại thôi, nó có lỗ cái vô thôi. Còn ở dưới này nó bắt bằng ốc rồi. Mình hay làm giống chân kia kịp không? Người ráp thì cũng dễ lắm mấy anh, về mấy anh tự ráp thì cũng dễ thôi, không khó đâu. Đây là 6 mặt cây tùng nữa mà. Nó là lục giác nha, lục giác 65. Lục giác 65 hoa văn cây tùng. Nó có lục giác 65 hoa văn sen nữa. Thì mấy anh có thể mua sen hoặc cây tùng. Hôm nay em giới thiệu mẫu cây tùng. Cây tùng này nó cũng mới ra mấy tháng. Còn sen thì nó ra từ lâu rồi. Sen ra từ năm ngoái. Nó để con bạn nó ráp vô. Đó, mấy anh cứ ráp vậy thôi. Đây là lòng trong của nó nè. Xíu nữa đo kích thước cho mấy anh coi. Và báo giá cho mấy anh luôn. Đó, hoa văn cây tùng nha mấy anh. Nó ráp 6 mặt nó vô mấy anh. Nó là lục giác mà. Giác 65. Nó có cái khớp á. Bóp tay ở dưới chứ bóp ở trên sao vô dưới được. Đó. Giờ ráp cái đáy vô nè mấy anh. Nó là cái đáy á. Khuôn mấy anh mua là khuôn mới 100% hết nha. Khuôn này là em xài rồi, em ráp cho mấy anh coi cái mẫu nhựa của nó thôi. Với lại giới thiệu cho mấy anh thôi. Rồi đây xong, lấy giùm lo nhũ nha. Rồi xong nha mấy anh, đó. Nó gồm một cái bộ chậu và một cái đôn. Đó. Khuôn mới 100% thì là em bán bộ này á là 2,7 triệu bao ship nha mấy anh. 2,7 triệu bao ship Trung Quốc. Hoa văn cây tùng ha, có hoa văn sen nữa nha mấy anh, có hoa văn sen nữa. Hoa văn sen em không có đây, em hết đổ rồi. Hoa văn cây tùng và hoa văn sen thì 2,7 triệu bao ship. Rồi thì em báo giá lại ha. Thì cái chậu ABS này thì có lòng trong đầy đủ hết mấy anh. Có đôn, có lòng trong. 65 thì 2,7 triệu bao ship Trung Quốc. Rồi tặng mấy anh một lon nhũ ha, tặng mấy anh một lon nhũ 850g. Đó mấy anh chọn nhũ vàng, nhũ đồng vàng, nhũ đồng đen, nhũ đồng đỏ gì tùy mấy anh. Đó mấy anh nào hay mua nhũ bên em thì biết rồi. Thì tặng một lon nhũ vàng trị giá 180 nha anh em. 850g ha. Rồi bây giờ em quay cái chậu thiệt cho mấy anh coi, lại đo kích thước của nó. Rồi đây là cái bộ mà đổ ra nè mấy anh. Thì đo kích thước cho mấy anh nè. Đó bộ cây tùng đổ ra nè. Cao 58 59 58. Mày để xéo thước mà. Mày để xéo thước vô thì nó sai số rồi. Cái dưới chân á hiểu không? Chân này. Mày để xéo vô vậy nó bị nghiêng thước. Tầm 58 59 60 gì đó mấy anh, tùy mấy anh đổ. Dày mỏng cái miệng á. Tầm 58 mấy anh. Rồi đó cái bệ coi, đó cái chân đôn á. Tầm 30. Tầm 30 mấy anh. 22 27 28 tầm 30, nói chung tầm 30 đi cái chậu coi, đó cái chậu coi. Cái chậu. Chiều cao cái chậu á. Chiều cao cái chậu tầm 35 mấy anh. Tầm 35, rồi đo cái miệng cho mấy anh coi nè. Ờ chéo cạnh đi, đo chéo cạnh trước đi. Chéo cạnh của nó là 75 nè mấy anh. Đó, tính phụ bì luôn nè, 75 nè. Rồi đo cái góc vuông, góc. Bên này quanh này nè. Đây nè. Cái này thì 65 nè mấy anh, phụ bì 65 nè. Đó. Nói chung là nó là lục giác 65. Có đôn là 2,7 triệu bao ship đó mấy anh, 2,7 triệu bao ship toàn quốc, với lại tặng một lon nhũ vàng cho 850g trị giá 180.
Thì anh em nào mua thì em để số điện thoại ở trên màn hình ha, anh gọi số đó. Với lại mình đo gì em đo luôn mình. Với lại mấy anh có mua sơn á, mua sơn thì liên hệ em luôn, em chuyên về sơn. Hôm nay em bán thêm khuôn nữa mấy anh. Đó mẫu cây tùng. Có mẫu hoa sen nữa, quay quay nhẹ giùm cái nha. Xoay dưới á. Đó xoay vòng cho mấy anh coi nè. Này bữa sơn màu sô cô la phối xanh ngọc bích với nhũ vàng 24k. Thì đó nhũ vàng 24k mấy anh mua một bộ được tặng một lon á, mấy anh thích chọn nhũ vàng 24k chọn nhũ vàng 24k. Mẫu này đẹp nhìn nó bắt mắt không? Mẫu này thì ra lâu rồi, nhiều anh em có hết rồi. Còn anh em nào chưa có thì có thể mua về đổ. Đây đổ dễ, của ABS thì đổ dễ rồi. Ok, cảm ơn mọi người ha. Mọi người mua thì em báo giá lại mọi người ha. Thì bộ ABS này là 2.7 bao ship, tặng một lon nhũ 850g, trị giá 180. Rồi, cảm ơn mọi người. Ai cần thì cứ liên hệ cho em.